Không được. Yaoman. Đánh đâu? Một chút nữa thôi là đã có bàn thắng đầu tiên cho Than Quảng Ninh. Vẫn chưa đủ khó để đánh bại được thủ môn Viggo Siesma. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đánh đầu nối của Diachenko. Khoảng cách là chưa tới 5m. Tình huống tấn công của Than Quảng Ninh đã kết thúc.